bảo ship nha. Đấy, thì em đã thông báo hết rồi. Tất cả loa là bao zin tuyệt đối, hoạt động hoàn hảo, loa chắc bãi về nên đẹp nét keng hết nha. Series là 2223, series liền kề đúng cặp. Đây là keng em nói, keng màu xanh. Đây là tuyến loa bát 30 gần vợ tâm dầu. Các bạn thấy gần loa rất là đẹp. Loa mic này, loa chép dom này, quá chép dom, nó là chép dom nha. Tiếng loa đẹp tuyệt vời nha. Đây là cái lỗ thông. Vâng, em Chiến ở Bình Định chào tất cả các bác ở bờ miền Tổ quốc. Thì nay em có về được cặp loa 4312MK2 để phục vụ các bác ở dịp cuối năm này. Thì cũng như thường lệ thì em quay chi tiết các bác cùng sở hữu muốn sở hữu cặp loa monitor. Đây là dòng loa kiểm âm phòng thu cao cấp của JBL được lựa chọn nhiều nhất ở phân khúc dưới 30 mà em phân phối các bác rất là nhiều. Model 4312 dòng Catron Monitor MK2 sở hữu bát 30 gần vải tẩm dầu, một mic, một chép dom. Chỉ có dòng MK2 này sử dụng chép dom nha các bác. Và nó là keng xanh mạch xanh đặc trưng của dòng MK2 của JBL. Cặp loa này giá là 26.500.000. Trong dịp cuối năm này em còn phục vụ các bác khoảng 15-20 ngày nữa. Thì sẵn tiện cũng như là cuối năm em phục vụ các bác là em sẽ giảm 200.000, còn 26.300.000 trong mùa này, để các bác mình sở hữu cặp loa 4312MK2 dòng kiểm âm Catron Monitor. Cặp loa này series liền kề, những cặp này là đều là đời cao nên nó rất là mới, đều đẹp là trên 95%, thiếu thùng xốp cho các bác nha. Và giá nó là 26.300.000, em đã bớt 200 rồi, còn 26.300 bao ship. Còn nếu các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt tiếp là 300.000, là còn 26 bao ship nha. Đấy, thì em đã thông báo hết rồi. Tất cả loa là bao zin tuyệt đối, hoạt động hoàn hảo, loa chắc bãi về nên đẹp nét keng hết nha. Series là 2223, series liền kề đúng cặp. Đây là keng em nói, keng màu xanh. Đây là tuyến loa bát 30 gần vợ tâm dầu. Các bác thấy gần loa rất là đẹp. Loa mic này, loa chép dom này, quá chép dom, nó là chép dom nha. Tiếng loa đẹp tuyệt vời nha. Đây là cái lỗ thông hơi phía trước, hai vi tinh chỉnh cho dàn mic và dàn chép. Hàng tuyển rất là kỹ nên các bác hầu như là những dòng 4312MK2 bên em giao cho các bác rất là nhiều. Một tháng phải đi khoảng là chục cặp các bác. Cuối năm này thì về được cặp này. Đây, đồ đẹp của loa nha các bác. Em lấy e-keng và để phục vụ que chi tiết các bác cho nó rõ nét hơn. Cặp này series là 2223 nha các bác. Series đuôi đó. Đây, mới đét nha các bác. Trên 95%, thiếu mỗi thùng xốp thôi. Phải đặc trưng những dòng MK2 thì nó rất là mới các bác. Về cặp nào cũng đẹp, tất ngay luôn. Nên là rất là nhiều các bác lựa chọn cái model này. Tại vì nó cũng dòng kiểm âm, tiếng nó rất là hay, dễ phối ghép. Chỉ cần công suất của âm ly là 150W đến 200W là mình đã khai thác thoải mái rồi. Đây, đúng cặp vân loa đều nhau rất là đẹp nha các bác. Là cạnh bên trái, là tiếp tục là tới cạnh bên nãy cặp bên cạnh trái tới từ cạnh phải nha. Đây là hai số điện thoại của em này, các bác có thể liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Đây, em mời các bác cùng xem cạnh trái nha. Đấy, tổng quan cạnh trái. Đẹp ngắt ngay nha các bác. Và dòng này là sử dụng trạm đồng bắp chuối nha. Đây, sử dụng trạm đồng bắp chuối hoặc là mỏ chim. Nếu các bác có bắp chuối thì mình sử dụng bắp chuối nha. Nói chung đẹp, không có điểm trừ nữa các bác. Long lanh luôn nha. Nếu các bác nào mình chơi cái hướng mà vừa nghi hay vừa trưng bày thì mình chọn cặp này nha, 4012MK2. Nó thiên về hầu hết các ưu điểm vừa nghi vừa trưng bày. Nếu các bác có âm ly Akufai, Lukman, Sansui, nếu mà thích nghe tiếng sáng tiếng thì nghe Sansui. Sansui thì nó nịnh tiếng, dễ ghép nữa. Akufai, Lukman thì nó giống nhau, tiếng nó thuần, gọi là nó trung thực. Tuy nó không sáng như Sansui nhưng mà nó chuẩn chỉ. Lukman và Akufai thì ghép RB rất là ngon rồi các bác. Tùy theo gu mỗi người nghe. Bioner đồ rất ok, Marang luôn, ghép rất là ngon nha các bác. Lo Mỹ của JBL thì nó dễ ghép hơn cả những dòng lo Nhật. Lo Nhật thì khó ghép hơn lo Mỹ.
Nên dòng JBL thì được các bác ưu thích và cũng như lựa chọn nhiều, bởi vì cái tính đặc tính của nó là cực kỳ dễ ghép âm ly, tiếng hay, bay bay tiếng và tiếng nó cực kỳ trung thực, chuẩn tiếng bass xuống sâu. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video theo. Bác nào lấy thì alo cho em qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 770277, em giao hàng và ship hàng toàn quốc nha. Giá là 26 triệu 300 ngàn, chỉ còn đủ thì em bớt cái 300 lý, còn 26 vẫn bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.